bạc hía. Dạ, có người tên Ngọc Mai muốn gặp cô. Mời cô ta vào. Dạ. Cô ngồi đi. Nghĩ cũng lạ ha. Mới hôm trước, anh Ba Khí cũng tới đây gặp tôi. Hôm nay lại tới lượt cô. Sao? Tôi tới tìm cô vì chuyện của anh Ba Khí. Cô nói đi tôi nghe. Cô có biết là sau khi nhà hàng của cô cắt hợp đồng với anh Ba Khí, thì tất cả các mối hàng khác cũng cắt hợp đồng với anh Ba Khí luôn không? Tại sao? Cô đang nghĩ là do chúng tôi can thiệp vào những chuyện này hả? Gia đình tôi không có thế lực như vậy đâu. Tôi không dám nghĩ như vậy. Nhưng mà tôi nghĩ gia đình cô có thể giúp ảnh vượt qua được khó khăn này. Chẳng lẽ cô muốn chúng tôi ôm hết số hàng tồn của anh Ba Khí hay sao? Tôi không biết. Nhưng mà tôi tin chắc là cô và ba cô có thể giúp được anh ấy. Cô là gì đối với anh Ba Khí mà tại sao lại đứng ra giúp ảnh như vậy? Với lại từ trước tới giờ cô cũng đâu có ưa gì tôi đâu. Cô luôn đối đầu với tôi mà. Tôi... Bộ cô thích anh ấy đến nỗi cô bỏ cái lòng tự trọng của mình hay sao? Coi như tôi xin cô, cô hãy giúp cho anh Ba Khí đi. Thật sự là lần này ảnh lâm vô đường cùng rồi. Cô có gì mà dám ra điều kiện với tôi? Hình như là cô thích anh Ba Khí. Nếu không nói phủ nhận thì đúng thật là tôi có thích anh Ba Khí. Tốt. Vậy thì tôi sẽ từ bỏ anh ấy. Hả? Chỉ cần cô đồng ý giúp cho anh Ba Khí, tôi sẽ không gặp anh ấy nữa. Được. Nếu như cô chấp nhận từ bỏ anh ấy thì tôi sẽ giúp anh ấy. Ừ, cảm ơn cô. Sao mà ngồi thừng người ra đó vậy con? Ba. Gì? Ba. Ba xem như là ba dì con. Ba giúp anh Ba Khí lần này có được không ba? Con nghĩ sao mà lại nói ba giúp đỡ cho nó? Con nên nhớ, chính mẹ của nó làm cho ba phải ra nông nổi như thế này nè. Vậy mà con mở miệng ra là năn nỉ ba giúp cho nó là sao? Ba, từ bao giờ mà ba lại công tư bất phân như vậy? Cái chuyện mà dì gây ra là lỗi của dì. Tại sao ba bắt anh Ba Khí phải gánh? Nếu con nói như vậy thì ba cũng nói rõ cho con nghe luôn. Ba không muốn con tiếp xúc với nó nữa. Ba không muốn con có bất kỳ một mối quan hệ nào với nó nữa. Vậy đó, cho nên ba cố tình loại nó ra khỏi tầm mắt của con. Con rõ chưa? Ba, tại sao ba lại độc tài như vậy? Con nói cái gì vậy? Ba có biết là con yêu anh Ba Khí lắm, ba biết không? Phải rồi, ba vì mẹ của nó mà thành ra khổ sở như vậy nè. Bây giờ nó được con á, nếu đây thực sự là nghiệt duyên, ba nói cho con biết, ba sẽ cắt bỏ đến cùng. Ba quá đáng lắm.